Hello, xin chào mọi người. Rất vui khi mọi người đã quay trở lại với video mới trên kênh Bùi Công Danh Official của Danh. Như mọi người cũng thấy thì ngày hôm nay Danh lại tiếp tục công việc lồng tiếng phim. Và bộ phim mà Danh đang thực hiện lồng tiếng đó chính là Anh Ba Khía. Tới lâu chưa anh Sơn? Mới tới em. Rồi, thôi vô làm gì đi. Em cũng mới tới, vô. Chúc bạn này làm việc nhanh, gọn lẹ, khỏe, có tâm ha. Rồi. Như mọi người cũng thấy thì ngày hôm nay Danh lại tiếp tục công việc lồng tiếng phim. Và bộ phim mà Danh đang thực hiện lồng tiếng đó chính là bộ phim Anh Ba Khía. Đây là một cái bộ phim mà đậm chất miền Tây, có thể là nói là một cái bộ phim mà tình cảm, tâm lý nhẹ nhàng. Nó không còn là một bác sĩ Minh độc ác của Không Thể Thoát vừa rồi nữa. Và ngày hôm nay thì tập mà Danh phải lồng tiếng là từ tập 24 trở đi ha. Như mọi người cũng thấy thì ngoài kịch bản, trên tay Danh là một cái time code. Và sếp Lato đã ra cái time code. Cái time code này có nghĩa là cái gì? Time code này tôi có nghĩa là phân ra những cái nhân vật ông Hai Còng, bà Ngọc, Thanh Lịch nè, rồi Ba Khía này nọ. Ông Hai, 3542. Cái time code này có nghĩa là gì? Time code này có nghĩa là người kỹ thuật lồng tiếng sẽ biết được cái đoạn nào nhân vật Ba Khía xuất hiện và kịch bản sẽ nằm ở trang thứ mấy, trang thứ mấy. Danh đã từng gắn bó rất là nhiều phim, Phận Làm Dâu nè, rồi Không Lối Thoát nè, Lối Thoát Nghiệt Ngã nè. Đa số là những cái phim gắn bó rất là nhiều bên truyền hình Vĩnh Long 1. Đây là cái phòng thu. Thì người bạn của Danh là gì? iPhone hen. Rồi micro và cái ghế này và kịch bản, một đống kịch bản. Rồi bây giờ mọi người sẽ theo dõi buổi làm việc ngày hôm nay của Danh là như thế nào nha. Xin mời mọi người. Thôi được rồi, nếu anh thật lòng hối cải thì tôi cũng không hẹp hòi làm gì. Bây giờ tôi cũng đang cần người để phụ giải quyết công chuyện nè. Từ cái sau vụ anh gây ra đó, bây giờ tôi chưa dẹp xong hậu quả nữa nè. Anh nghe nè Trinh. Hả? Em đang ở đây hả? Gặp anh có chuyện gì hả? Bây giờ luôn hả? Rồi, được rồi. Dạ, con cũng đang tìm cách giải quyết hậu quả. Khó khăn bây giờ của con không phải là nguồn hàng, mà còn là nguồn vốn nữa. Con cũng đương tính bàn với tía, nhưng mà hiện giờ hai cha con cũng đang rối lắm. Rồi thôi. Dạ, bác nói sao? Bác sẽ giúp cho con hả bác? Có nghĩa là bác sẽ tiếp tục lấy hàng Ba Khía của con hả bác? Dạ, con cảm ơn bác vì bác đã có ý giúp đỡ con. Thiệt tình, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đem tình cảm ra để đổi chác với lợi ích của công việc. Con à, nghe tía nói nè, có thực mới giật được đạo, con ăn để lấy sức, rồi cái đầu óc mình mới sáng suốt để mình giật dậy. Cách gì bây giờ nữa hả tía? Đã tới thời hạn giao hàng rồi, con kiệt sức rồi tía ơi. Tía để cho con yên tĩnh một chút đi tía ơi. Bây giờ con không thể suy nghĩ gì được nữa đâu. Bấy lâu nay con tỏ ra cứng rắn, nhưng mà con cũng biết mệt biết buồn vậy. Bao nhiêu sóng gió cứ dập dìu, làm sao con chịu nổi. Rất là mệt. Dạ, con cũng yêu đuối lắm. Tía ơi tía. Ủa, rồi. Cái này là thoại của diễn viên nói là về mình phải sửa là mai xuống đây hồi nào vậy ha? Mai xuống đây hồi nào vậy? Rồi qua câu của Mai nói chuyện với Lệ Ba Khía, tôi có bị làm sao đâu, tôi ổn mà. Tôi có bị gì đâu, tôi vẫn ổn mà. Thôi, sửa lại luôn đi, tôi có bị làm sao đâu, tôi vẫn ổn mà. Tôi có bị làm sao đâu, tôi vẫn ổn mà. Rồi đến cái câu Út Mén với lại Ba Khía. Tía, con xin lỗi tía, con sẽ vượt qua tất cả. Tía, con xin lỗi tía.
con sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Như mọi người cũng thấy thì hồi nãy có một cái câu thoại là lúc mà Ba Khía đang buồn thì cứ nghĩ là nắm tay của ông Hai Còng, nhưng mà Mai về hồi nào vậy? Kịch bản là Mai về hồi nào vậy? Cái trách nhiệm của người diễn viên đồng tiếng giống như danh là bắt buộc phải sửa thoại là Mai xuống đây hồi nào vậy? Tại vì Mai là một cái nhân vật ở thành phố Sài Gòn xuống dưới quê của Ba Khía, thì mình phải sửa là Mai về hồi nào vậy là không có hợp lý trong cái khung cảnh này. Cho nên mình bắt buộc mình phải sửa là ủa Mai xuống đây hồi nào vậy? Đó là trách nhiệm của công việc đồng tiếng hôm nay danh muốn nói cho mọi người nghe. Thì như mọi người cũng thấy từ nãy giờ thì cái hình ảnh mà anh chàng Ba Khía này ảnh đang buồn rầu về cái chuyện làm ăn của ảnh á, nó rất là phức tạp và gặp nhiều chông gai. Thì diễn viên ngoài hiện trường là sao? Diễn viên ngoài hiện trường tức nghĩa là anh Thành sẽ có được những người hỗ trợ diễn xuất, đó là nghệ sĩ Quầy Linh nè, cũng như là diễn viên Lebella. Còn danh ở đây thì danh diễn với ai? Danh diễn là danh nhập tâm vào cái nhân vật Ba Khía này danh làm, và bên cạnh đó là danh diễn với bốn bức tường nè. Nói chơi vậy thôi, chứ là thật sự thì cái người diễn viên lồng tiếng, trách nhiệm của họ là phải làm tròn cái hồn và cái thần thái của nhân vật mà mình thể hiện. Thì không phải là có bản diễn hay là cái gì mình mới diễn được, nhưng mà đây là mình đặt cái tâm mình hòa vào cái nhân vật Ba Khía này, thì cho dù không có bạn diễn mình vẫn diễn được. Đó là cái công việc đứng sau người diễn viên, mình phải diễn y chang như diễn viên ngoài hiện trường luôn. Diễn viên ngoài hiện trường có thể nói là khóc, ở trong đây danh không khóc, nhưng mà cái cảm xúc mà danh nói ra thì có thể là mọi người xem cái hình ảnh của Ba Khía là đang gây rứt, đang khóc lóc. Còn khi mà diễn viên phẫn nộ, danh cũng sẽ làm bằng mọi cách để hợp với cái hình ảnh của diễn viên mà danh lồng tiếng. Hiện tại thì mọi người đang theo dõi một buổi lồng tiếng của danh ở phim Anh Ba Khía, đây là tập 24. Thì đây là cái công việc mà danh rất là đam mê và danh rất là đặt tâm huyết vào nó. Nếu mọi người đồng quan điểm và yêu thích bộ môn lồng tiếng thì có thể nhấn like và subscribe cho kênh YouTube Bùi Công Danh Official của danh nhiều hơn, để danh có thêm động lực gửi tới mọi người những video thật hấp dẫn và hay hơn nữa. Cảm ơn.